Hi, xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Và hôm nay là ngày đầu tiên mình sẽ thực hiện cái thử thách mà ánh mặt đó. Bình thường thì sáng sớm mình sẽ uống cà phê trước. Mình sẽ uống thêm nước nữa, cái này là ly cái mình có biết cái nào là cái gì, nhưng cái này là cái ly của lắp lắp, khối lượng của nó là nửa lít, nên là mình sẽ thể tích chứ, nên là mình một ngày mình sẽ uống bốn cái ly này. Mỗi sáng sớm thì mình sẽ uống một ly trước, xin chia đều ra trong ngày. Mọi người cũng nhớ uống đầy đủ nước nha. Có một vấn đề khi mà các bạn thay đổi chế độ ăn đột ngột đó là nó sẽ dễ dẫn đến mất nước. Hậu cá hôm nay của chúng ta đó là cái này. Cái này là trong cái hộp ngũ cốc ông già này nè, thì trên đó mình đã trộn ba cái loại mà bữa giờ mình review với nhau lại vô một cái hộp để dễ bảo quản. Thì sáng sớm là mình sẽ ăn như thế này, tại vì mình không có thích sữa nên là mình chỉ ăn 45g thì chắc tầm 8 muỗng này để cho nó hết cái đồ trong cái bịch rồi, không là nó bị xìu á. Mình sẽ ăn cái này trước. Đây các bạn có thấy cái loại này mình có quay review rồi nhưng mà mình chưa có up kịp. Nếu như mà các bạn còn hứng thú thì mình sẽ cố gắng ấp lên sớm. Nó giòn lắm. Hứng thớm luôn, mình vừa mới ngủ dậy cũng chưa làm gì hết cơm. Bình thường thì mình sẽ uống cà phê trước, xong rồi mới ra ăn thức mụn. Hôm nay ăn sáng nữa, rồi mình sẽ ăn sáng ở nhà trước, rồi mới tiến hành vệ sinh cá nhân cái kiểu. Cà phê là thói quen của mình rồi nên là các bạn không có cần phải uống với mình đâu nha. Còn mình nếu mà không uống cà phê thì mình sẽ không chịu được. Mình lại ra 2 muỗng nữa là đủ rồi. Cái loại cũng có cái ngũ cốc, có cái mức trái cây á. Nhưng mà mình ngủ nhỉ, tại vì hôm nay là bữa đầu tiên á, bình thường mình không có thấy. Mình sẽ chờ nó giấc trưa rồi mình ăn luôn á. Hôm nay mình ăn nên là mình sẽ ăn lớn ngủ. Mình sẽ cố gắng up video vào buổi tối này luôn để các bạn có thể theo dõi luôn cái tiến độ của mình nha. Mình sẽ chờ uống cà phê, uống nước, sau đó là dậy đi làm. Tới giấc trưa thì chúng ta sẽ quay lại nha. Chúc mọi người sống tốt lành. Hello mọi người, bây giờ hiện tại đây là 10 giờ rưỡi và đây là nước.
cho mình hiện tại đang đi làm với công việc của mình nó khá là tay chân á, nên là mình cũng không có trang điểm, nên là các bạn thông cảm. Với lại á, đối với mình á, thì cái việc giảm cân á, là mình phải từ từ và không có nhanh được, nên là mình không thể nào mà đường đồng mà cắt giảm cái lượng tinh bột cũng như là đạm được, tại vì như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới công việc của mình á, nên là buổi trưa thì mình vẫn sẽ bổ sung đạm, vẫn ăn thịt cá bình thường. Thì các bạn cứ theo dõi mình để xem là mỗi bữa thì mình sẽ ăn cái gì nha. Nhưng mà mình sẽ hạn chế tối đa tinh bột và sử dụng yến mạch. Ngoài ra thì các bạn nhớ uống nước. Mình rất là thích uống nước ấm. Giống như ở bên Trung Quốc nó có một cái câu như đại loại như là nước ấm là cái gì đó thần kỳ lắm. Ví dụ như đau bụng thì cũng uống nước, mà mẹ cũng uống nước ấm. Nước ấm, nên là lâu lắm rồi mình cũng chỉ uống nước ấm thôi. Các bạn để ý thì buổi sáng mình còn sẽ uống nước ấm á. Và bây giờ thì chuẩn bị cho bữa ăn trưa đây. Bữa trưa của mình sẽ là đây, gà nấu với đậu khuôn và nấm. Mình thêm một tí gia vị cà ri và một tí hạt nêm vô để cho nó dễ ăn hơn. Thực ra thì ức gà mọi người hay ăn thì mọi người biết là ức gà là cái phần mà nó ít mỡ và nó nhiều protein trong cái con gà nhất á. Gà mình đã lọc da rồi nha. Tại vì công việc của mình là công việc chân tay á, nhưng mình bắt buộc phải ăn, nếu không là nó sẽ ảnh hưởng tới công việc của mình. Cố gắng nhai thịt kỹ để cho mình có thể no lâu hơn. Mọi người không nhất định là phải ép mình phải ăn một ngày ba bữa yến mạch hay là gì đó. Tại vì nếu như cái gì mình không thoải mái thì chỉ một hai ngày là mình chán. Do ngày đầu tiên với lại hôm nay các cũng đông, nên là mình nghĩ là lát tầm 3-4 giờ mình sẽ ăn xế nữa. Mọi người nhớ uống nước thường xuyên nha. Mình uống từng tí thôi chứ đừng có uống một lần một ly vậy bể bụng luôn. Cho dù là học cái gì đi chăng nữa thì mình cũng luôn để cái ly nước nó trong tầm tay thế này nè, thì mình sẽ không quên cái việc uống nước đều đặn nha. Chào mọi người, bây giờ đang là 5 giờ chiều, 5 giờ hơn một chút. Thì mình cố gắng ăn tối trước 7 giờ. Ở đây mình có một cái chấm chiên cho khách, nhưng mà chiên nó bị hỏng nên là mình để lại để ăn tối luôn. Mọi người có thể thay bằng ốc cốt mới thì mọi người thích cũng được. Trứng luộc cũng được, nhưng mình cũng thấy ăn đồ luộc nên là mình quyết định sẵn cái trứng chiên này luôn. Rồi không nhớ hôm nay mình đã uống bao nhiêu ly nước nữa, nhưng mà có vẻ nhiều. Mình nghĩ chắc cũng đổ 2 lít nước đó. Nhiều lúc mình chúng ta sẽ cảm thấy cái bụng nó hơi kêu kêu á. Thì thực chất đó là do mình, có một số trường hợp là do mình khát á, mà mình bị nhầm chứ. Mình tưởng đó là mình đói thôi. Thì lúc đó mình hãy thử uống một ly nước. Nếu mà uống xong rồi mình vẫn cảm thấy đói thì là đói thiệt. Tới tầm 7 giờ rưỡi đó, nếu như mình đói thì mình sẽ sử dụng cái này. Cái này là ngũ cốc yến mạch của Trung Quốc. Mình đã có video review so sánh với cái Kabi của Nhật đó các bạn nhớ không? Thì mình sẽ không có ăn 45g nhiều vậy, mà mình ăn 1-2 muỗng thôi, như kiểu ăn xế vậy thôi. Ngày đầu tiên của mình thì trải qua khá là êm ả. Tại hôm nay công việc không nhiều lắm nên là nó chưa có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình. Nhưng mà mong là mọi người chúng ta cố gắng vì một cái hình có đẹp hơn. Chào nhà chứ mọi người đúng không?